Hôm nay nhà mình có khách quý đến nhà chơi nha. Đầu bếp xịn sò của Abu Dhabi nha, nấu ăn hơi bị ngon. Mình quay vào đây ai xem thì xem, không thì mình lưu lại mai mốt mình làm nha. Anh ấy đang thái hành tây. Hôm nay mình làm cái món bê thui. Bê thui đây, bê thui ở bên Việt Nam mình đó thì mua rồi nhờ người ta sắc sẵn. Còn ở bên này là mình mua một hộp như vậy là người ta đã cắt hết rồi nè. Cắt bằng máy đó. Một hộp như vậy nè. Là ngày xưa mình mua có 28 đồng thôi, nhưng mà bây giờ nó là 38 đồng rồi. 38 đồng là mình mua cách đây một tháng trước đó, chứ không phải bây giờ đâu. Bây giờ bao nhiêu mình cũng không biết nữa. Đồ ăn bây giờ nó lên giá dữ lắm. Đó, trong cái bịch này thì mình bỏ ra cho nó dễ tan đó. Tại vì mình mua một hộp như vậy là một pound nè. Một pound hay là hai pound nhỉ? Cái này chắc là hai pound á, chứ không phải một pound đâu. Hai pound, tại vì mình mua người ta không có nói pound mà người ta nói hộp. Cứ một hộp như vậy là 38 đồng. Cái này chắc 2 pound đó. Họ sắc bằng máy này nên đều lắm. Có da có thịt luôn. Hả? Cái gì ông là? Ông là xinh đẹp ơi. Ông là xinh đẹp ơi. Hôm nay ông là vui quá nè. Anh ấy sắc hành tây ra để trộn đây. Ủa hành tây này mình không có bỏ vô nước lạnh cho nó giòn với lại nó không bị hăng hả anh Khanh? Ủa nó mất tiêu rồi ta. Đầu bếp nhà mình đi đâu mất tiêu rồi. Ủa anh đi đâu hả? Bỏ nước đá hả? Trời anh làm ấy chứ em quay mà. Hôm nay anh làm mà. Mày kêu tới tao nhậu chứ bộ mày kêu tao tới hả? Kêu nhậu nhưng mà có phải học lóm được cái gì chứ. Trên bàn thì đồ nhậu thì chẳng có cái gì đơn sơ lắm. Trứng gà lộn luộc. Rau răm thì mình cứ hay rau răm thì mình cứ hay cắt một nắm á, rửa sạch rồi mình cứ để trong cái ly này nè. Ăn bao nhiêu thì ăn, còn nhiêu cứ để đó. 2-3 ngày nó vẫn tươi. Tại rau răm này mình trồng thủy canh được đó. Đó, phải ngâm chứ, đúng không? Bảo chứ, ủa sao không thấy ngâm? Quay ra đầu bếp xịn sò đi đâu mất rồi. Ở bên này thì tủ lạnh nó có chế độ làm đá đó. Đá to, đá nhỏ rồi nước lạnh luôn. Hành tây mình ngâm trong nước lạnh 15 phút là được nhỉ? 5 phút thôi hả? Rau răm, ủa, không phải. Thịt bò hôm nay thì mình sẽ trộn với lại cả ngò gai nữa nè. Ngoài hành tây thì có ngò gai nữa. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó thơm lắm. Trong này mới là đúng là ngò gai Việt Nam nè. Dạ. Trái bầu. Ôi. Trái bầu hồ lô bự ơi bự luôn. Chị ăn không? Em cắt cho chị nữa. Mà sáng nay thấy nha, ai cho nhà thờ bán nó mà thấy ba trái luôn chị Huyền. Mà em nói ba trái này thì á là cái dàn bầu nào mà nó chịu nổi ha. Trời. Trời ơi em thích nó, em thấy nó đẹp to em khoái. Em mà Việt Nam ham to. Mà em thấy nhà mình không có trái bầu mà không ăn luôn mà. Em là ăn gì vậy con? Em là đang ăn gì vậy? Con giỏi ngoan hả? Ta đi à, đây là rau càng cua mới cắt nè. Nhìn ngon chưa? Này mà trộn thịt bò ngon lắm. Daddy thì đang nướng thịt ở bên ngoài. Cái đám salad của mình á, hôm nay gặp mưa phùn nè. Nó tươi chưa? Mấy ngày trước mình không có tưới nên nó héo. Hôm nay gặp mưa nó tự tươi nè. Mùa này là mùa thu rồi. Bây giờ ban đêm lạnh lắm. Xuống còn có 10-11 độ C à. Nhưng mà salad thì nó sống được ở lạnh nha. Chín rồi hả Daddy? Trong này còn nướng gì không? Ồ, bí còi với cà tím. Cà tím này mình mới cắt ở cái cây này nè. Bé xíu mà, trái nhiều lắm. Dạ? Ừ đúng rồi, nhà có mướp non, bỏ mướp non vô nướng nữa anh. Mướp non mới hái ngon lắm. Ừ. Đây, nướng đi, nướng đi. Ăn không chị hả? Ăn không? Em có mướp non nè. Mướp non em mới hái. Đây bát chanh nha hả? Còn này là bò steak. Cái này là rib eye, ở Việt Nam mình gọi là cái thanh á. Ướp 6 miếng mà nướng 3 miếng rồi. Chanh có hột hả? Chanh có hột mình dùng cái lược á. Bắt qua cái lược á. Nãy giờ nó không thấy, không để ý. Lấy không thấy hả? Quay qua đây em quay cho nhìn nó đẹp coi. Ừ, có mè không? Có mè nhưng mà chưa có rang. Có thịt. Rang chút xíu, rang chút xíu mè mới ngon. Có mè mới ngon hả? Đây thính nè, thính là thì mình dùng gạo nếp đó.
mình rang lên cho nó thơm. Còn mè thì trong này có nè, nhưng mà chưa có rang. Để em coi coi trong này coi. Em không nhớ là em để đâu luôn. Em nhớ là nhà có một bịch mè rất là to, mà em không nhớ là nó nằm đâu. À, bà con ơi, để từ từ. Ừ, chắc là em để trong này rồi. Đây, chị Huyền ơi nè, em có cái chảo nhỏ xinh xinh ở dưới này nè. Đó, cái chảo nhỏ này nè, vàng đã lắm. Nhiêu đây được rồi ha anh ha. Cái chảo này em quay. Đâu, mày hỏi chị kìa, chị mua cái chảo chiên trứng nữa kìa. Biết sao không? Tại cái này ngày xưa ấy bột keo là đó. Ờ, nó cũng rẻ lắm, hình như là có mấy đồng à. Chị kia, chị còn có... Cái này là nước mắm gừng. À, cái này chấm với bê thui thì chấm nó mắm gừng cũng được, không thì mình chấm với cái gì bồ đề nhỉ? Tương kỳ đà hả? Ừ. Em có tương kỳ đà luôn nè. Tương kỳ đà nè. Mỗi người một sở thích, mình thì mình thích chưa chấm cái nước này lắm. Tương kỳ đà này không biết là mình có phải pha cái gì không nhỉ? Chút xíu đường. Chanh đường hả? Tỏi ớt nữa không? Nhưng mà còn hôm nay là thích nước mắm. Anh thích nước mắm hả? Nước mắm gừng phải không? Ừ. Nước mắm mặn đó, cho gừng vô phải không? Vậy thôi là xong. Ủa, mình phải cho chanh vào mình vắt như vậy hả? Ừ. Để làm tái thịt đúng không? Tái thịt đây. Mày để gì sao bạn? Mày nhìn gì? Tái là đúng tái chanh luôn đó hả? Ừ. Chín bằng chanh đó. Chín bằng chanh đó. Cái nước này là cái nước vắt xong với chanh nè. Bên này chứ hả? Nhiều quá trời nè. Ừ. Rồi mình sẽ cho thịt rồi. Vô. Thịt làm tái bằng chanh, ráo rồi ha. Có gì anh? Có cái đồ xay cho rau nó khô không? À, không. Không có gì cho rau. Dạ. Cái này đúng ra là làm rau quế mới ngon phải không anh? Rau quế. Rau quế mà không có rau quế là mình dùng ngò gai cũng được ha. Cái này gọi là chế đó. Thường rau quế chứ rồi rau ngò gai cũng ok. Rau quế với ngò gai. Mẹ hình như hơi cháy không? Chắc được rồi đó ha. Được rồi. Tắt lửa rồi. Cái hộp này tính ra cũng đâu được nhiêu đâu ha. Ừ, hộp nhiều. Mà một hộp đó là 2 pound đó anh, em nghĩ đó đó, cỡ đó. Ồ, không có 2 pound được. 2 pound chứ. Anh mua hoài anh biết. Một em thấy cũng nặng à? Một thao mấy hả? Em nghĩ chắc 2 pound tại cái này cũng nhiều á, nhưng mà nó không có được đầy khay. Cái kia nó nhiều lắm, cái hộp kia nó bự hơn nhiều. Cái hộp mà anh thường mua anh biết cái hộp nó nhiều lắm. Em tưởng nó còn cái hộp đó thôi chứ. Cái hộp hồi xưa nó bự. Bự lắm, bự hơn nhiều. Bự hơn thật. Cái này nhiều quá. Dạ. Cái này nhiều. Yes, để tí này ăn sống không? Để ăn sống. Cái này á hả mà ngọt gai này ha, mà ăn với cái gì biết không? Cái canh vịt hơi bị ngon. Không có bị cái gì đó. Má mì ha thường đó với cái hộp bự hơn nhiều quá. Mình quá trời hộp ở nhà. Này dao nè anh Khanh. Hộp này nó ăn vậy. Giờ lâu lắm ăn. Ừ, lâu lắm rồi. Rồi đâu có ai đi mua đâu, mình đâu có biết chỗ đó. Ở bên này là cứ phải mua đông đá, xong rồi lúc nào ăn là mình để nó tan rồi đó. Chứ mình không đi mua liền, mà cái này em mua tháng mấy rồi đó. Tháng mấy chắc 2 tháng rồi đó. Hay chạy lên hướng đó ông mua giùm á. Mỗi lần đi xa quá trời, cả tiếng hơn rồi đi về về nữa. Nên là mua một lần cứ mua nhiều rồi đó. Ngọt cái món này lận, món này cũng lâu lắm mà anh không có làm. Cái này thấy thiếu chanh mình thấy nó đỏ rồi. Cái này chút xíu nữa mình cho thính và nó cũng mà sao em lại thích ăn nó tái như vậy nè chị Huyền? Nó tái rồi không sao? Ừ, em không lại không thích ăn chín nha, thịt bò á. Ngày xưa ở Việt Nam mẹ em hay làm cái món nem mà nem thịt heo anh Khanh. Ngồi no, để không thích nem thịt heo. Mẹ em làm ngon lắm. Okay, được. Chẳng biết nhưng mà nói chung là ngày xưa lớn này ở quê thì cứ làm thế thì cứ ăn thế thôi. Không, mà xưa nó không có ấy mà bây giờ ghê lắm bây giờ. Bây giờ có thể người ta nuôi, người ta cho ăn tùm lum á. Ừ. Chứ heo ngày xưa nuôi mà nuôi nhà nuôi phải cả năm mới ăn được. Giờ 3 tháng, 4 tháng rồi. Đó, trộn với ngò gai, thính nữa ha. Thính này chắc cho, với cái này thì mình cho khoảng một chén con nè. Ngò gai thì không có cứ, mình thích ăn nhiều đó, mình cho nó thơm. Bây giờ hành nó sao khô vậy? Chắc mình lại lưu dùng giấy, mình cho nó ẩm thôi. Hấp dẫn chưa? Bê thui trộn với thính, mè, ngò gai. Có rau quế nữa thì cho vô ha. Ừ. Còn không có nữa thì thôi. Rau quế nhà mình á, năm nay mình trồng đúng là cái loại quế Mỹ á. Mình không có thích cái mùi đó nên mình đổ đi rồi. Hả? Sao? Không để cái gì để cho con ăn.
con nó ngồi đứng. Tao không thích, nó thích ngồi đó hả? Cho con nó ngồi chơi. Chị Huyền ăn trứng đi kìa, chị Huyền. Thịt bò nó nè. Con ăn thịt trong eo là. Không hả? No rồi con gì nó ăn nguyên một cái bịch mẹ là đang chờ. Mình thích hành nhiều, mình thích hành nhiều thì hiền nhiều, hành ít thì ít. Muốn ai thành. Nói chung là hành với ngò gai là không có cứ đúng không? Không có cứ. Trời ơi, nhìn ngon chưa? Hấp dẫn quá trời hấp dẫn. Mê lắm luôn. Cái món này là ăn chấm với cơm cự đà là hết sảy. Món bê thui của anh Khanh. Ủa, cái này mình không có trộn mực nêm, không có trộn gì hết hả anh? Không. Để cái vị ngọt riêng của thịt bò luôn hả? Dạ. Đơn giản mà ngon. Có chút ớt gì không? Dạ, ớt á, có, đây nè, ớt đây nè. Mami muốn chút xíu đỏ đỏ này Mami. Nè, ớt nè. Em ngồi xe rượu đỏ này, rượu đỏ này uống được không chị? Để cho anh thử chút xíu. Có ai uống rượu nho không? Em có làm rượu nho kìa, hơi bị thơm. Chết mẹ không chết hết chân rồi. Ờ ha. Có nước mắm, có nước mắm bông không? Có nước mắm sẵn luôn. Ừ, nhà cho em chút xíu vô đi. Ờ, nhà em nhiều nước mắm lắm. Nước mắm chua ngọt á, em làm sẵn ở đây nè. Nước mắm nhà mình lúc nào cũng có hai hũ, một hũ là mình để đông đá anh dành và một hũ là mình để trong ngăn mát. Mình để ăn cả tháng cũng không sao hết nha. Còn tủ đá là mình để cả năm cũng được nữa. Bây giờ cho như vậy cái nước mắm gì đó. Dạ, nước mắm chua ngọt á. Chua ngọt cho chút xíu vô đi. Dạ, xong rồi mình cho nước mắm mặn vô. Dạ, nước mắm mặn vô đúng rồi. Để cho ra cái chén luôn đi, để cho ra cái chén luôn. Đó. Hai cái đi. Dạ. Cho hai cái hả? Cho đem hai hả? Nè. Gì eo là? Ôi, gì? Cái ghế nó ngồi hả? Eo là nó không có muốn để bánh ở đây, nó muốn để lên đây nó ngồi ghế. Ngồi trên cái bắt quyền đi. Được chưa? Nó... Bây giờ đi lễ là mặc đồ nào là tự lấy rồi đó, chứ đưa cho nó là nó không mặc đó. Không thích màu này màu kia rồi đó. Đó. Em là em cứ cho như vậy đó anh, nhiều khi em cứ ăn nước mắm gừng á là em cứ cho nước mắm mặn rồi em chế thêm tí nước mắm vô á, để em chả gừng vô thôi. Em làm như vậy cho nó tiện á. Rồi cái bánh nước mắm của mình nè, nhìn hấp dẫn chưa? Hơi bị thơm ngon. Thường ngày là thích cái món bò nướng lắm, nhưng mà hôm nay là có bề thui rồi không có bề. Chung với bác Nguyễn ạ, ok cho mình bỏ thì ok đó. Đây. Thì bỏ vậy ok đó ha. Chính thôi chưa chưa mã là ăn được. Cái này là chấm với A1. Đặc biệt là cắt cho em một miếng nhỏ nhỏ. Lấy cái miếng ngoài cũng được. Cái miếng này của em nè. Vậy hả? Cắt không? Anh cắt cho em một miếng em thử coi. Có nghĩa là cắt một miếng để em cầm lên em ăn bây giờ á. Sao anh nhìn em với cái vẻ mặt đấy trời. Em phải quay lại để mai mốt anh khỏi trốn nè. Ok, nhậu đấy. Trong mình anh thì ngồi xuống anh thì không, em thích đứng lên. Mình nè. Ôi, mời mọi người ăn chung với gia đình nhà mình nha. Bây giờ mình xin dừng video đây ha. Mọi người thích món bê thui theo cái cách làm này thì mọi người có thể làm thử ha. Anh làm ăn thì ăn được chị ạ. Để em đưa riêng cho chị. Ngon quá. À cái miếng.